chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự tối nay, Chủ nhật ngày 23 tháng 6 năm 2024 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây. Tăng cường lãnh đạo chỉ đạo đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công năm 2024. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tuyên truyền vận động nhân dân giải phóng mặt bằng. Cần đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà ở công nhân, nhà ở xã hội tại Hưng Yên. Tăng cường công tác cai nghiện và quản lý sau cai. Trong nhiệm kỳ qua, cùng với hệ thống chính trị của tỉnh, Mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh Hưng Yên đã không ngừng phát huy vai trò trong tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện công tác giải phóng mặt bằng để triển khai các dự án trên địa bàn. Nhờ sự vào cuộc tích cực của hệ thống mặt trận các cấp đã tạo sự đồng thuận của người dân trong quá trình triển khai dự án, đảm bảo bàn giao mặt bằng theo đúng tiến độ được giao. Chỉ tính riêng trong 2 năm qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã tổ chức 3 hội nghị triển khai thực hiện nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc tham gia công tác giải phóng mặt bằng dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội đoạn qua địa phận tỉnh Hưng Yên, đồng thời tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư theo quy định của Luật Đầu tư công đối với chủ trương đầu tư dự án tuyến đường Tân Phúc Võng Phan, dự án xây dựng tuyến đường kết nối di sản văn hóa du lịch và phát triển kinh tế dọc sông Hồng đảm bảo quy định. Dự án đường di sản kết nối đi qua đơn vị Phú Cường, tổng diện tích là 12,2 ha. Mặt trận Tổ quốc xã đã xây dựng kế hoạch tổ chức hội nghị họp triển khai đối với các tổ chức thành viên rồi là ban công tác mặt trận của 7 thôn tuyên truyền đến các hộ dân. Các hộ dân thì cũng đã tin tưởng và cũng đã ủng hộ rất cao. Trong quá trình giải phóng mặt bằng để làm đường Tân Phúc Than thì Mặt trận Tổ quốc xã và các ban ngành đoàn thể thì đã tuyên truyền các chủ trương chính sách và các quy định của tỉnh về bồi thường giải phóng mặt bằng làm sao mà đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng nhanh nhất. Bên cạnh đó, Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh đã thực hiện tốt công tác nắm bắt tình hình, tâm tư nguyện vọng của nhân dân, nhất là tại khu vực có dự án đang trong giai đoạn triển khai phương án bồi thường giải phóng mặt bằng, kịp thời phản ánh tham mưu với cấp ủy, phối hợp với chính quyền các cơ quan chức năng có thẩm quyền xem xét, giải thích cho nhân dân hiểu. Đồng thời, tổ chức đối thoại trực tiếp nhằm công khai giải thích chế độ, chính sách và mục tiêu giải phóng mặt bằng để người dân có đất thu hồi nắm rõ, đồng thuận thực hiện. Từ những địa phương có các công trình dự án, Mặt trận Tổ quốc các cấp đã hướng dẫn thành lập tổ tuyên truyền, vận động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc ở cơ sở với số lượng phù hợp với thực tế mỗi địa phương, thành lập ban giám sát đầu tư cộng đồng ở mỗi dự án theo thẩm quyền để thực hiện nhiệm vụ giám sát theo quy định của Luật Đầu tư công và Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở. Mặt trận Tổ quốc thành phố đã chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc các cơ sở thành lập các cái tổ tuyên truyền vận động giải phóng bằng ở các phường xã. Thì mỗi tổ thì có từ 6 đến 10 thành viên, trong đó tổ trưởng là đồng chí chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các thành viên là các người có uy tín trong cộng đồng dân cư. Đồng thời thì vận động từng bước để kiên trì thuyết phục, để chia nhóm để có cái hình thức tuyên truyền cho phù hợp. Với sự vào cuộc mạnh mẽ của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên trong hai năm 2022-2023, nhân dân đồng thuận bàn giao gần 3.800 ha đất để bàn giao mặt bằng, thực hiện các dự án, công trình trọng điểm của tỉnh. Nhờ đó, các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã được đẩy nhanh tiến độ triển khai, thực hiện đúng quy định. Nhiều dự án triển khai vượt tiến độ đề ra, góp phần vào việc thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Thưa quý vị và các bạn, từ đầu năm đến nay, tỉnh ủy, ban thường vụ tỉnh ủy có nhiều văn bản chỉ đạo về việc triển khai kế hoạch đầu tư công năm 2024. Tuy nhiên, tiến độ triển khai hầu hết các công trình dự án đầu tư công rất chậm. Đến ngày 31 tháng 5 năm 2024, đạt 11,5%. Nhiều dự án đầu tư chưa giải ngân được vốn năm 2024. Trước thực trạng trên, ngày 19 tháng 6 năm 2024, tỉnh ủy Hưng Yên đã ban hành công văn số 2726 về tăng cường lãnh đạo chỉ đạo đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công năm 2024. Theo đó, Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh, các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân các cấp và các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung triển khai quyết liệt đồng bộ một số nhiệm vụ trọng tâm, đó là tập trung mọi nguồn lực khẩn trương đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đầu tư công với nỗ lực quyết tâm gấp đôi để vừa có khối lượng hoàn trả vốn tạm ứng, vừa giải ngân vốn theo kế hoạch năm 2024 gắn với bảo đảm an toàn, chất lượng, hiệu quả công trình.
nhất là các dự án chuyển tiếp, dự án sử dụng nguồn vốn chuyển tiếp từ năm trước, dự án chưa giải ngân được kế hoạch vốn năm 2024. Tăng cường lãnh đạo chỉ đạo và kiểm tra giám sát việc triển khai các dự án đầu tư công do cấp xã làm chủ đầu tư các công trình xây dựng nông thôn mới, bảo đảm tiến độ, chất lượng, tập trung nỗ lực tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, nhất là các dự án đầu tư trọng điểm của tỉnh và các công trình dự án kéo dài nhiều năm để sớm hoàn thành đưa công trình dự án vào sử dụng hiệu quả. Lựa chọn quyết định nhà thầu, bên cung cấp hàng hóa, vật liệu, dịch vụ theo quy định của pháp luật và có đủ năng lực thực hiện dự án. Ban cán sự Đảng, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo rà soát toàn bộ các dự án đầu tư công trên phạm vi toàn tỉnh, có phương án xử lý dứt điểm nợ đọng xây dựng cơ bản hoàn thành trước ngày 30 tháng 6 năm 2025. Những địa phương đơn vị chưa hoàn thành xử lý nợ đọng, cương quyết không bổ sung dự án đầu tư công, dành nguồn lực ưu tiên giải quyết dứt điểm nợ đọng xây dựng cơ bản. Ủy ban nhân dân các cấp, cơ quan đơn vị rà soát kiên quyết loại bỏ những dự án chậm trễ trong chuẩn bị thủ tục đầu tư, dự án không có khả năng triển khai, chưa thật sự cần thiết ra khỏi kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm. Kịp thời điều chuyển vốn từ dự án chậm triển khai, không có khả năng triển khai, dự án bị loại bỏ sang các dự án đầu tư công đã có khối lượng hoàn thành. Kịp thời thay thế chủ đầu tư có năng lực hạn chế sang chủ đầu tư có năng lực triển khai dự án tốt theo quy định của pháp luật, nghiêm cấm bổ sung các dự án đầu tư công khi chưa xác định được nguồn vốn đầu tư, không có khả năng cân đối vốn, không khởi công đầu tư xây dựng dự án mới khi chưa bố trí được nguồn vốn đầu tư. Triển khai đồng bộ các giải pháp khắc phục tình trạng thiếu hụt nguồn cung vật liệu xây dựng, sớm triển khai đấu giá, khai thác các mỏ cát theo quy hoạch và quy định của pháp luật. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị giám sát chặt chẽ thường xuyên tình hình, kết quả triển khai từng dự án đầu tư công, kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm, kịp thời tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo tháo gỡ khó khăn vướng mắc và giải pháp thúc đẩy triển khai các dự án đầu tư công. Thưa quý vị và các bạn, trước sự phát triển nhanh các khu công nghiệp mới tại tỉnh Hưng Yên, nhu cầu nhà ở nói chung và nhà ở công nhân, nhà ở xã hội nói riêng đang trở nên cấp bách. Mặc dù vậy, nhiều dự án nhà công nhân, nhà ở xã hội chậm tiến độ, gây ảnh hưởng không nhỏ đến môi trường đầu tư của tỉnh và đời sống của công nhân. Những phòng trọ của gia đình ông Vũ Văn Bột và gia đình ông Chu Văn Xuân tại tổ dân phố An Tháp, phường Nhân Hòa, thị xã Mỹ Hào có diện tích từ 13 đến 15 mét vuông, thường có từ 2 đến 3 người thuê trọ. Ngoài giường ngủ thì vị trí đặt bếp không thể thiếu ở mỗi phòng. Anh Dũng, kỹ sư trẻ làm việc tại công ty Daikin trong khu công nghiệp Thăng Long 2. Để thuận tiện cho công việc, anh đã thuê một phòng trọ tại tổ dân phố An Tháp. Xác định gắn bó với công ty nên bản thân anh rất mong muốn sớm có được căn hộ an toàn của riêng mình để ổn định cuộc sống tại gần nơi làm việc. Không chỉ tôi mà toàn thể mọi người lao động hay là ở đây thì đều cũng muốn hỗ trợ thì nhà ở và những nhu cầu phù hợp với cuộc sống, công việc của mình thôi. Theo thống kê chưa đầy đủ, hiện số lao động tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên có khoảng 140.000 lao động, trong đó có 60% là có nhà ở. Số lao động còn lại chủ yếu ở tỉnh ngoài với gần 41.000 người hiện đang ở trọ. Tại các nhà trọ, cơ bản không đủ các điều kiện về diện tích và an toàn phòng chống cháy nổ. Quy hoạch về phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2025, tỉnh Hưng Yên xây mới gần 18.000 căn chung cư với trên 33 triệu mét vuông sàn. Mặc dù vậy, nhiều dự án nhà ở công nhân, nhà ở xã hội chậm tiến độ từ 2 đến 5 năm. Điển hình như dự án nhà ở công nhân rộng 6 hectare trong khu công nghiệp Dệt May Phố Nối, dự án nhà ở xã hội tại dự án khu đô thị Yên Sơn với 230 căn và dự án nhà ở xã hội tại phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên giai đoạn 2. Qua tìm hiểu về mặt khách quan thì các nhà đầu tư có gặp những khó khăn, song về mặt chủ quan thì nhà đầu tư chưa tích cực triển khai dự án. Hiện tại bây giờ là vẫn còn 4.100 mét nữa là chưa được bàn giao, tương đương với cả 7 hộ là chưa nhận tiền đền bù. Cái ngôi mộ tổ của họ Trịnh, phường cũng đã có nhiều lần vận động dòng họ để di chuyển ngôi mộ để bàn giao mặt bằng lại cho dự án. Nhưng tuy nhiên là qua rất là nhiều lần nhưng mà dòng họ vẫn không di chuyển. Từ lúc mà lập nhiệm vụ quy hoạch chi tiết thì mất 8 tháng, sau đó là phê duyệt quy hoạch chi tiết là mất 6 tháng. Là trước kia thì Ủy ban tỉnh đã cho phép điều chỉnh quyết định chủ trương. Trong cái thời gian điều chỉnh quyết định chủ trương đấy thì nó liên quan đến vấn đề về quy hoạch. Năm 2020 là công ty đã làm cái tổng mặt bằng phân kiến trúc, nhưng mà vướng do cái thủ tục, các cái chính sách là phải yêu cầu là phải lập quy hoạch chi tiết 1/500.
Theo kế hoạch số 152 ngày 9 tháng 9 năm 2022 về phát triển nhà ở công nhân, nhà ở xã hội của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thì đến năm 2025, đảm bảo giải quyết khoảng 50% số công nhân, người lao động có nhu cầu về nhà ở tại các khu công nghiệp, khu vực sản xuất tập trung với khoảng 59.000 nhà. Còn 6 tháng nữa là bước sang năm cuối thực hiện kế hoạch, nhưng đến nay chỉ có 2 nhà đầu tư thực hiện đúng tiến độ dự án là công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư Lạc Hồng Phúc với 2 giai đoạn xây dựng nhà chung cư với 1.144 căn hộ và công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư xây dựng phát triển nhà và đô thị TTD với 336 căn hộ chung cư. 6 tháng đầu năm nay, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính huyện Phù Cử và các xã, thị trấn trong huyện đã giải quyết 96% hồ sơ trực tuyến. Toàn huyện đã tiếp nhận gần 10.400 hồ sơ, trong đó trên 10.000 hồ sơ được tiếp nhận và giải quyết trực tuyến, đạt tỷ lệ trên 96%. Các lĩnh vực có hồ sơ được giải quyết trực tuyến nhiều nhất như chứng thực với gần 4.900 hồ sơ, lĩnh vực đất đai với trên 1.600 hồ sơ, hộ tịch với gần 1.300 hồ sơ. Để nâng cao tỷ lệ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, huyện Phù Cử đã tập trung đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cũng như nguồn lực để mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. Ngoài ra để mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Sau hơn 5 năm, tỉnh Hưng Yên phát động phong trào xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu đã làm cho diện mạo nông thôn ở nhiều khu dân cư ngày càng khang trang, văn minh, hiện đại. Đặc biệt có sự chuyển biến tích cực về môi trường. Nhiều khu dân cư đã chú trọng tiêu chí môi trường, cảnh quan trong số 5 tiêu chí xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Các địa phương bằng những cách làm khác nhau, nhưng điểm chung là môi trường ngày càng được cải thiện, đem đến sự hài lòng cho người dân. Nếu như trước kia, thôn Phạm Xá, xã Minh Tiến, huyện Phù Cử là địa phương khó khăn về đường giao thông và có nhiều điểm ô nhiễm môi trường, song đến nay, khu dân cư này đã chuyển biến mạnh mẽ, đặc biệt là về cảnh quan môi trường, nhất là từ khi cán bộ và nhân dân thôn Phạm Xá thực hiện xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Để cải thiện và làm đẹp cảnh quan đường làng ngõ xóm, nhân dân trong thôn đã xã hội hóa hơn 100 triệu đồng để làm hơn 300 bồn hoa bộ đơn và hoa giấy tại dọc hai bên đường dài 2 km. Thôn Phạm Xá là một trong những thôn đầu tiên của huyện Phù Cử đạt khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Trong cái tiêu chí bảo vệ môi trường thì chúng tôi như vậy đi sâu vào đăng ký cái đường hoa. Về hố rác thải thì chúng tôi cũng đăng ký hiện nay là đạt trên 90% các hộ có hố rác thải. Tôi rất phấn khởi, vừa sạch sẽ, để hoa đẹp, người dân có ý thức bảo vệ môi trường, rảnh rỗi thì chúng tôi lại ra nhặt cỏ và tưới, chăm sóc đường hoa. Hiện nay thôn Phạm Xá có tỷ lệ hộ dân thực hiện phân loại, xử lý rác thải tại hộ gia đình cao nhất huyện Phù Cử với trên 90% số hộ gia đình thực hiện. 100% chị em hội viên phụ nữ đã thực hiện vệ sinh môi trường để bảo đảm cho sáng xanh sạch đẹp của khu dân cư. Đến khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu Hồng Lương, xã Phù Ủng, huyện Ân Thi, nhiều người sẽ ấn tượng về một không gian xanh tại địa phương này với tỷ lệ bao phủ cây xanh toàn thôn cao. Đó là thành quả của thôn Hồng Lương sau nhiều năm phát động nhân dân ủng hộ và tự nguyện trồng cây xanh ở khu vực mình sinh sống. Vận động người dân luôn luôn là vệ sinh các đường làng ngõ xóm ở quanh chỗ giáp danh nhà mình, còn cả mương rãnh thì cũng khơi thông. Sau hơn 5 năm phát động phong trào, đến nay trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã có 154 thôn được công nhận khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Hầu hết các khu dân cư này đều duy trì và nâng cao tiêu chí cảnh quan môi trường. Với mục tiêu hướng tới hình thành lên các khu dân cư đáng sống, người dân được hưởng thành quả của nông thôn mới mang lại. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Tiếp theo là những nội dung đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, ngay từ đầu mùa hè, mỗi tối thứ bảy hàng tuần tại khu vực phố Tuệ Tĩnh, phường An Tảo, thành phố Hưng Yên là có một chương trình miễn phí dành cho các em thiếu nhi mang tên Tuổi thơ cho em. Trong chương trình có rất nhiều trò chơi dân gian được tái hiện đã thu hút đông đảo các phụ huynh và trẻ em tham gia. Vài tuần nay, cứ tối thứ bảy, gia đình nhà anh Bùi Thanh Liêm ở xã Liên Phương lại cùng nhau lên khu vực phố Tuệ Tĩnh tham gia chương trình Tuổi thơ cho em. Hào hứng, vui vẻ và bổ ích là những điều anh cùng gia đình cảm nhận được khi cùng con chơi nhiều trò chơi dân gian. Theo mình ấy thì những hoạt động như này bây giờ thì rất là hiếm. Không có cái hoạt động những trò chơi dân gian như thế này, giúp cho con có những cái hoạt động thể chất. Sau mỗi một cái buổi như thế này thì con ngủ rất là ngon.
Còn với mẹ con nhà chị Thảo, phường Lam Sơn, chương trình Tuổi Thơ Cho Em đã là nơi mẹ con chị thấu hiểu nhau hơn, kết nối cùng nhau sâu sắc hơn bởi có nhiều trò chơi trong chương trình không chỉ dành cho các con mà còn cần sự kết hợp giữa bố mẹ và con cái. Con được mẹ cho ra nhiều lần rồi, con được chơi rất nhiều trò ở đây, con cảm thấy rất vui. Thấy chương trình này nó quay về tuổi thơ cũng như mình ngày xưa, bởi vì là con được trải nghiệm, được học hỏi và được giao lưu với tất cả mọi người và con có một cái tuổi thơ hồn nhiên. Dự án Tuổi Thơ Cho Em là một chương trình hoàn toàn miễn phí dành cho trẻ em thành phố Hưng Yên trong mùa hè năm nay. Dự án được phối hợp thực hiện bởi công ty trách nhiệm hữu hạn đào tạo CTS và cửa hàng Smart Kids. Nội dung chương trình nhằm tạo cho các em nhỏ một sân chơi mùa hè bổ ích bằng việc khôi phục lại các trò chơi dân gian xưa. Dự kiến chương trình sẽ đều đặn được tổ chức vào mỗi tối thứ bảy hàng tuần. Số liệu người nghiện ma túy, người sử dụng trái phép chất ma túy hiện đang quản lý còn thấp, không phản ánh đúng tình hình thực tế. Hiện tại cơ sở cai nghiện ma túy của tỉnh Hưng Yên mới đáp ứng được khoảng 20% nhu cầu cai nghiện, trong khi công tác cai nghiện tự nguyện tại gia đình, cộng đồng chưa được triển khai hiệu quả. Hiện nay cơ sở điều trị cai nghiện ma túy tỉnh đang quản lý điều trị cho gần 300 học viên. Các học viên đều thuộc đối tượng đặc thù rất khó quản lý, khó điều trị. Tỷ lệ học viên nghiện các chất ma túy tổng hợp mới, dạng amphetamine, trên 95%. Độ tuổi người nghiện ngày càng trẻ hóa, tuổi dưới 18 trên 5%, tuổi từ 18 đến 30 chiếm tỷ lệ cao 62,6%. Trước kia thì đi làm bãi, sử dụng thuốc đen xong chuyển sang thuốc trắng, hê. Thế mà đi cai cũng nhiều chỗ rồi. Thế nhưng vào đây thì cũng cảm thấy là hài lòng, tội vào tự nguyện chứ không phải bắt buộc gì. Sự hiểu biết về ma túy và các vấn đề liên quan đến công tác cai nghiện ma túy đối với đa số gia đình người nghiện chưa đầy đủ. Điển hình như gia đình chị Nguyễn Thị Hát ở xã Hùng Cường, thành phố Hưng Yên có hai con trai đều nghiện ma túy. Do bố mẹ cứ hay cãi chửi nhau ấy, thế xong rồi là bố thì khó tính, đẩy các con ra xa ấy. Cháu chơi bời lang thang ấy, đâm ra cháu cũng vấp vào cái đá. Em gửi cháu lên đây thì cũng yên tâm lắm. Công tác quản lý tư vấn, hỗ trợ học nghề tạo công ăn việc làm, hỗ trợ vốn cho người hoàn thành chương trình cai nghiện ở một số địa phương chưa được quan tâm thực hiện, nên hiệu quả còn nhiều hạn chế. Biện pháp quản lý sau cai bằng công tác hòa nhập cộng đồng và phòng chống tái nghiện để khuyến khích động viên người nghiện không tái nghiện cần được quan tâm cụ thể. Chúng tôi rất là cảm ơn ban lãnh đạo của Trung tâm Dịch vụ Việc làm, các công ty, các doanh nghiệp tạo điều kiện, tạo cơ hội cho các em tìm được việc làm, tìm kiếm được công ăn việc làm để tìm cái kế mưu sinh, nuôi sống bản thân, nuôi sống gia đình, xây dựng hạnh phúc và phát triển kinh tế gia đình. Đặc biệt, quan trọng nhất là cái vấn đề chống tái nghiện. Trong khi đó, phần lớn người nghiện đều có hoàn cảnh khó khăn nên không có khả năng đóng góp chi phí cai nghiện. Công tác quản lý tư vấn, hỗ trợ học nghề, tạo công ăn việc làm, hỗ trợ vốn cho người hoàn thành chương trình cai nghiện ở một số địa phương chưa được quan tâm thực hiện nên hiệu quả còn nhiều hạn chế. Do vậy, việc đánh giá tiếp nhận, hỗ trợ khi các học viên hoàn thành việc điều trị cai nghiện về địa phương rất cần có sự quan tâm giúp đỡ của các cấp các ngành để những đối tượng sau cai nghiện được tái hòa nhập cộng đồng. Từ nhiều năm nay, vào mỗi vụ gặt, người dân xã Phú Cường, thành phố Hưng Yên lại đi khắp các cánh đồng trong và ngoài tỉnh để thu gom rơm rạ làm thức ăn cho đàn bò thịt. Việc làm này giúp tiết kiệm chi phí chăn nuôi, đồng thời làm giảm tình trạng người dân đốt rơm rạ ngay trên đồng ruộng. Gia đình ông Cảng ở thôn Tân Mỹ 2, xã Phú Cường hiện nuôi 20 con bò thịt. Ngoài nguồn cám ngô hai bữa một ngày, ông Cảng còn tận dụng các phụ phẩm như cây ngô, cây chuối, rơm rạ làm thức ăn thô cho đàn bò. Trong đó, rơm rạ được coi là nguồn thức ăn thô chính và tốt nhất, giúp bò dễ tiêu hóa, lớn nhanh, giảm chi phí sản xuất. Ăn cái rơm thì bò thực ra là nó ăn, nó gọi tiêu hóa tốt, mà hay ăn trong lớn, giảm được cái chi phí. Hiện tại bây giá như bây giờ nếu chăn nuôi tốt, con bò được tầm 10 đến 12 triệu một năm. Vài năm gần đây, số người dân tự đi thu gom rơm rạ giảm dần vì đã có một số hộ dân trong xã đầu tư xe thùng, xe tải đi các địa phương thu gom rơm khô về bán lại cho bà con. Rơm được máy thu gom cắt nhỏ và cuộn tròn thành những cuộn rơm hình trụ giúp người dân thuận tiện khi bảo quản, làm nguồn thức ăn dự trữ quý cho những thời điểm nắng hạn hay mưa rét. Từ ngày có máy cuốn này thì bà con này lấy rơm này tiện hơn, một xếp nó gọn. Mình lấy được rơm nuôi bò thì được nãi nở nhiều.
Toàn xã Phú Cường hiện có trên 600 hộ dân chăn nuôi bò với tổng đàn bò gần 6.000 con. Trong thời điểm giá thức ăn chăn nuôi cao, giá bò hơi xuất chuồng giảm còn khoảng 80.000 đồng 1 kg như hiện nay, thì việc bà con tận dụng triệt để nguồn rơm rạ làm thức ăn giúp giảm đáng kể chi phí sản xuất, đồng thời giảm tình trạng đốt rơm rạ trong mỗi vụ gặt. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.